Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì Quang đang đi trên đường tiến trấn thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Thì Quang đang gặp một cái gia đình đi lang thang nè, sống trên một cái chiếc xe. Thì vợ chồng đang đậu ngoài đường nè. Thì Quang cũng thấy và ghi hình và chia sẻ lại cho quý cô chú anh chị và các bạn cũng được biết. Thì để chút xíu đi, Quang sẽ lại và hỏi cái hoàn cảnh gia đình như thế nào, chia sẻ lên cho quý cô chú anh chị biết nha. À, thì bây giờ mấy anh em đến để tìm hiểu cho chia sẻ cho quý cô chú anh chị biết nha. Nè. Dạ chào chú. Chào chú. Chú cho con gửi cái mic cho chú. Nói chuyện với chú. Rồi. Gia đình chú là sống trên chiếc xe này luôn. Sống trên chiếc xe này. Dạ. Chú cho con hỏi là chú tên gì? Tôi tên Hải. Mình sống lang thang trên chiếc xe này lâu chưa chú? Cũng được 4-5 năm rồi. 4-5 năm rồi ha. Dạ. Mình quê hương mình ở đâu vậy chú? Quê ở An Giang. Cũng ở An Giang mình ha. Ở An Giang mình. Nhưng mà ở đâu của An Giang hả chú? Ở Trà Ôn. Trà Ôn ha. Đâu bây giờ mình đi tham quan chiếc xe chú đi. Là chú đi như thế này là sống ba mấy năm rồi? Chú sống bao năm rồi? Sống bao nhiêu năm rồi? Cũng như lúc trước chạy xe lô đạp. Rồi chạy xe lô đạp rồi mình đâu có nhà cửa ở đâu, rồi cũng là ăn cơm tiệm rồi ngủ ở dưới hè vậy đó. Dạ. Rồi mới sau gặp bà này nè. Gặp bà này lâu chưa? Gặp bà này được mười mấy năm rồi nhưng mà rồi được mấy đứa con rồi? Hai đứa nè. Đứa lớn được chú nhiêu tuổi? 10 tuổi. Đứa nhỏ? Nhỏ này được 6 tuổi. Hai chồng núp đây hả? Vợ có tật, hai mẹ con có tật hết. Hai mẹ con có tật hết hả? Cái thùng cá này là chài cá có không? Có. Ở bắt con cua nữa kìa. Đâu có được nhiêu rồi? Đâu. Đâu nhiêu rồi chú cho tụi con coi coi. Đèn ơi. Vậy là đi đến đâu mình bắt cá mà nấu cơm ăn tới đó hả? Chú bỏ điếu thuốc giùm con chú. Trời ơi coi nè. Cá rô phi. Ngon phi ha. Cá rô phi với cá rô, cá sặc. Được con cá con cá lóc nữa. Có con cá lóc nữa kìa. Cá lóc mình nấu chua. Chua ha. Cá này nấu làm gì ăn? Nấu cơm ở đâu? Trời mát mát rồi mình vô coi chỗ nào mình bẻ củi mình nấu. Mình không có nấu cặp theo mấy lộ luôn ha. Để chỗ nào mát là mình nấu. Chú dẫn lại chia sẻ bà xã của chú cho tụi con thôi chú. Trời ơi, mấy tấm giải này chú may lại đó hả? Trời ơi, giống mấy tấm giải của siêu minh tệ quá vậy. Mấy tấm giải này nè, rồi mình mà kết nối mai vô. Rồi thấy trên xe là có những cái ve chai nữa là chú lụm hay sao? Lụm để bán phế liệu kiếm tiền kiếm nhỏ ăn. Chú lụm thêm luôn ha. Còn mấy cái bình đó để tới đâu mình xin nước rồi mình để mình xài. Rồi chú cô bị bệnh vậy mà thấy ho chứ hả? Chú ngồi dưới dưới chú ngồi dưới cô rồi chia sẻ cho tụi con ơi. Xách vô để đường xe không. Tụi à. Chú không. Xách vô. Ghe này có. Ghe này ngoài này không? Không. Ghe này có, ghe này nè. Ghe này nè. Cô với chú là quen nhau làm sao? Cũng như hồi đó chạy xe đạp đó. Rồi người ta thấy vậy người ta làm ai nói chạy có đặc quyền gì mình miễn sao mà vợ thương mình chạy quay. Đó. Chú vô xích vô mát luôn đi. Xích vô mát luôn đi. Đã ha. Rồi ban ngày là cô với con cái đầu là ngồi dưới đây rồi chú đi xuống đây bắt cá đó hả? Về thằng nhỏ nó đâu? Nó đi chơi rồi. Tại hẹn điểm về ở ngủ nó biết vậy đó hả? Đi chơi rồi ha. Nãy chú bắt mấy cá đó là ở đâu? Bắt ở dưới này. Đây đó hả? Chài. Chài hả? Cái chài nãy đó ha. Dạ. Trời ơi. Đã gì ta? Nó có cái chài đấy. Rồi trên xe là có bếp ga dưới đồ ăn rồi. Dạ. Rồi mình sống lang thang như thế này mình có buồn gì không chú? Vui vẻ bình thường. Mình không có nhà cửa vẫn vui vẻ bình thường ha. Còn không mà có nhà. Có nhà nhưng mà rồi là cũng đâu có vô nhà dột nát cột xiêu chứ người đâu có. Nhà dột nát rồi cho đó là mới đi lang thang gì. Rồi hai chồng với hai đứa con mình đi như vậy mình có đủ sống không chú? Thì cũng lụm ve chai á, đủ sống không? Thì cũng kiếm tiền mua đường tiêu tổ ngọt cũng được. Khi dọc đường tới ngày rằm cái nọ ta kêu nó cho gạo. Đó, cho biết, gạo là sao tiền. mình biết người ta cho gạo ở đâu? Đâu có biết đâu thì mình chạy vậy đó, người ta mắc ta kêu mình cho. Ta mắc lên xe nè. Rồi tối thì mình ngủ trên cái liều trên đây hay là sao?
Trên thì bỏ cái mùng nó bỏ xuống à. Có bốn cái cây đó bỏ mùng xuống. À còn nằm ở dưới này hả? Đâu còn tôi sao ngủ hết? Hả? Bốn người có ba mẹ con ngủ trên đó à. Còn tôi cột cái sợi dây đây, thả dây đó tôi nằm cái võng nó toàn đang đằng nà đằng đó đó. À vậy ha. Chú ngủ dưới đây, cô với hai nhỏ ngủ trên. Là cô bị tật gì? Có tật nó bị nhón nhón giò đó. À tật cái giò ha. Dạ. Cô với chú là đến mấy năm rồi? Mấy năm rồi, mấy năm ba năm rồi. Bà sao hả? Hả? Bà sao hay gì? Bà sao? Ờ, bà sao luôn ha. Dữ. Bà trước cũng có đặt gì? Bà trước có đặt nữa, bà chết đâu. Ừ. Bà trước có con không? Có được hai đứa. Ừ. Đâu mày đứng lên cho chú đi coi. Đứng lên cho chú quay coi được. Ờ. Bị có đặt nữa hả? Ừ. Hai mẹ con luôn. Rồi mình cô như vậy, cô sống với chú vậy mà lang thang vậy, mình có thấy vui vẻ hạnh phúc gì không cô? Nếu mà mình đi như vậy đó, mình ban đêm mình nằm ngủ, mình có suy nghĩ, mình mơ ước về cho tương lai của mấy trẻ không cô? Mơ ước gì? Mua ớt là ví dụ mình có 10.000, có người 10.000 mà mình không ăn. Dạ. Mình nhín mua tờ số, biết ông bà độ cho mình vô được 2 tỷ mua được cái đất nhỏ không cả. Cái mơ ước đó nó cao. Sao nó diễn vong quá chú ơi. Dạ chú là gán là ví dụ mình làm mà có tiền mình ăn hàng ngày. Có chồng chưa? Đã có chồng hay thôi chồng gì hay là vẫn chưa có chồng? À thôi chồng ha, hai chấp giá ha. Rồi hai đứa con này là của hai chồng nhà lúc trước là cô phải chị có mà con chưa? Chưa. Chưa nha. Đây xuống lỗ tẻ con thôi qua bên mà lắp giò điện thì gần thôi chứ đâu có xa ha. Gần gần mà giống như là đâu có đi xa nữa ha. Còn bây giờ là trên đây có cái lò bếp ga vậy, lò bếp ga thì mà họ mà sớm gửi ở ngoài này kêu nó sửa giùm. Rồi mình lát nữa mình nấu bằng gì hả? Có đem nồi chắc gì không? Ví dụ mà có gì mình ghé vô nhà ta mượn cái nồi nó không được. Mượn ai cho trời ơi. Người ta cho không? Cho ra ngoài cảnh đấy, hoàn cảnh nó cho. Người ta cho luôn cái nồi ha. Không, người ta cho mượn nấu rồi ăn rồi trả. Người ta cầm chai cái này kia nè. Nghe không? Chú đem đi, chú có cái chài đây nè, thấy chưa? Nè. Cho mình coi lại trên cái này coi. Tối rồi, ba mẹ con ngủ trên đây gì đó hả? Dạ. Cơm này nè, đầu mình lụm đầu tới ngay chỗ mà người ta mà có nuôi heo đó. Mình ghé lại đầu người ta mua, người ta cho heo ăn. À vậy hả? Cũng tận dụng dữ ha. Tức là chủ nhật để cho những cái heo với cá người ta ăn, có thể người ta cho tiền. Cho mình cho tiền mình. Con tên gì? Con tên gì? Hùng. Tên Hùng hả? Con nhỏ con phải nói dạ thưa nha con. Dạ thưa đàng hoàng. Dạ thưa. Chú lớn tuổi gì mà có đứa con nhỏ nhỏ gì cưng anh ta. Chú là thẳng luôn là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 59 tuổi. 59. Dạ. Lớn hơn bà xã mình tới 14 tuổi. Rồi lúc mà chú chạy là cô ngồi bên đây, con ngồi bển hả? Đâu bà ngồi đây nè. À. Bà ngồi đây, thằng nhỏ ngồi đây. À. Đã rồi. Chiếc xe còn im không mà? Có cái ná nữa kìa, con đi bắn chim hả? Bắn cò hả? Có bắt được mấy con cò không? Chưa.
chưa ha? Chưa. Bỏ vô đi con. Bỏ vô đi con. Đó, để quan quay lại cho quý cô chú anh chị, đây là cuộc sống của gia đình gọi là trên chiếc xe nha. À, lâu lắm rồi. Cũng thì lúc gặp bả là tới giờ luôn đó, là mười mấy năm rồi đó. Mười mấy năm phiêu bạc trên chiếc xe này không? Trời ơi, mười mấy năm phiêu bạc trên chiếc xe này đấy hả? Cả gia đình sống trên một chiếc xe này. Ừ. Gọi là gia đình 4 người luôn. À, nhưng mà chưa gặp xe này. 10 tuổi chắc nó lớn hơn đó chút xíu hả chú? Dạ. Thằng đó mấy tuổi? Thằng này hả? Thằng đó thằng đó mới 6 tuổi hả? Sao nha? Xếp vô trong đây này chú ơi. À. Xe đó. Xe thôi vô trong này chú. Dạ. À. Chú nãy giờ ổng đi chạy cá mình dò cản đi kìa. Nãy giờ mới chạy xong á. Rồi, dạ, mới chạy xong. Có khi nào mình chạy được cá rồi mình bán không chú? Rồi chiều khi mà gặp những mà con cá lóc mà bự bự á, đầu người ta nói ồ cá lóc đồng này ngon à. Rồi ông đợi tôi đi, rồi ông bắt đi, ông cho tôi như ông cho quên. Vậy đó, khi người ta móc ra, nếu con cá lóc đi gần nó không có tới 50 ngàn. À, mà nhiều khi cũng người ta vẫn cho 50 ngàn. Đúng rồi, tại người ta thấy mình, ta thương đó. Rồi chú có mơ ước gì mà khi mà mình sống chưa bạc như thế này hoài, rồi mình không có, cuộc sống mình không có phấn đấu hay mình làm sao để mình về một cái vị trí nào mình ở cho khỏe hơn không? À, muốn lắm chứ. Muốn lắm nhưng mà cũng chưa có thực hiện được. Ừ, chưa có thực hiện được. Mơ ước chỉ là mơ ước thôi ha. Mà thấy chú mà có người vợ, hai người như thế nữa rồi làm sao? Mà sao mình không có kiếm cái chỗ nào mát mát không? Mình dừng ngay chân cái chỗ nắng này, mình đứng đây chú. Đâu có, tại vì chạy cá ngay chỗ này. Chạy cá ngay chỗ này, ở chỗ này nó có cá. À, chứ tưởng là chú dừng đây, chú phơi nắng đây chứ. Có. Chú mới chạy cả mấy cái luôn, thì dục quá trời luôn. À. Chính được bao nhiêu đó là ăn được nguyên ngày nay rồi. À, nguyên ngày ăn được nguyên ngày là đó. Có hái rau muống nấu canh chua không? Thì nè, trời ơi, thì rau đây. Đây nè, đấy. Ngon luôn nè. Dạ. Nói chung cuộc sống của chú chắc mình cũng không lo, không nghĩ gì hết chú. Ừ, mình ăn toàn là đồ thiên nhiên mà đâu có mua ở đâu. Ví dụ như nhãn lồng mà. À, nhẫn lòng rau muống cái nồi đồ thiên nhiên không ạ? Tối chắc mình cũng ngủ ngon lắm hả chú? Rồi cũng bình thường. Đâu có suy nghĩ gì nữa ha? Đâu có suy nghĩ gì đâu. Suy nghĩ là sáng sau mình đi làm sao kiếm tiền cá mắm gạo thóc cho vợ con nó dùng đủ rồi được rồi. À. Vậy bây giờ là cuộc sống của chú hiện tại bây giờ phiêu bạc trên một chiếc xe, gia đình 4 người. Nhờ vào có mình anh chú để nhặt ve chai với chài cá đồ ăn thôi hả? Dạ. Gạo thóc thì gầm hay gì người bà con có bắt cho. Dạ. Ngoài ra đâu có làm gì để có tiền hả? Đâu có làm có tiền thì có lụm cái chai cái nọ bán cái nọ được 50 ngàn bạc 20-30 cái nọ cho mấy nhỏ mà sống gì lây đắt luôn mấy năm nay rồi. Ừ. Mấy năm nay luôn, mấy năm hay vậy ta. Nói chung là cuộc sống của chú là không lo không nghĩ luôn đó. Sống cuộc sống tuy nó nghèo nhưng mà hạnh phúc. Rồi có để dành tiền được má nào không? Có, có luôn. Ôi ơi, gửi ngân hàng hay gì chú? Không có, bị bà giữ. Bà giữ hả? Nhiều không? Không có nhiều, ví dụ như một 200-300-400 kia nọ, khi mình có bao đau ốm kia nọ gì đó cũng có tiền mua thuốc men uống. À, con cái nữa. À. Có bệnh hoạn để mình lo. À. Rồi bữa nay hôm nay hai con cũng có duyên gặp được gia đình chú này, thấy cô khóc cũng bấp bênh quá. À. Con xin gửi chú 500 ngàn nha. Dạ cảm ơn chú nhiều lắm. Rồi gửi tôi mua cái thay dành xe, tôi mua dành xe, thay dành xe để chạy nổ quốc tử. Xe hư hả chú? Đâu hư chỗ nào đó chứ? Đây đây nè, đây nè. Hư ha. Nè, nè, không biết nó nổ giờ nào không biết. Trời ơi, quá mòn ơi. Rồi. Nè, không biết nổ giờ nào. Cái dành khác đi. Thay là theo thay luôn nguyên cái đùm này nè, đầu á rồi đi đầu người ta đưa lại cái đùm mới cho mình rồi người ta gắn vô cho mình. Yeah. Thôi giờ gặp gia đình mình cũng lang thang, không có mà công ăn việc làm gì đó, đi lượm ve chai thôi. Con cũng gửi tặng cho chú 500 ngàn ha. Yeah. Của chị Qua Đinh ở bên Mỹ nha. Yeah. Rồi chú đứng gì đi rồi nhận ha. Nè. Đó, ngày của chị Qua Đinh bên Mỹ đi, rồi, chú 500 nha. Cô Bình dồi dào sức khỏe. Yeah. Con đây con xin gửi cho chú 1 triệu nha. Dạ. 500 ngàn của em gái giấu tên ở bên Mỹ. Dạ. 500 ngàn nữa là của anh chị chú ăn ở bên Mỹ. Dạ, gửi chú 1 triệu nha. Rồi gửi anh chị cảm ơn anh chị nhiều lắm. Dạ, chú cảm ơn. Rồi cố lên nha chú. Dạ, cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Lâu
ngày mới được nhận cái số tiền 1 triệu không? Lâu lắm rồi, hồi đó tới giờ mới nhận được nha. Hồi đó tới giờ mới được nhận luôn đó. Mới nhận được chứ hồi đó giờ kiếm 500 ngàn cũng không có nữa. Chú khóc luôn kìa. Số tiền này quá lớn với chú. Cái này với vợ chồng con cái sống được mấy tháng. Dành dụm mấy tháng được mấy tháng á. Trời ơi. Đó giờ chưa cầm được 500 ngàn thì chưa cầm, có cầm được 200 ngàn thì có. Sao con? Cha có thường mua đồ chơi cho con không? Hả? Thì có. Đồ chơi gì kể nghe chú nghe coi. Quên rồi. Sao? Đâu có tiền đâu. Con có tiền tốn kêu ba ơi dẫn con đi ăn. Thôi bây giờ coi chị bệnh ho bệnh gì đó. Coi để dẫn đi bác sĩ khám mấy vậy đó nha. Dạ dạ dạ. Để cho chị cũng tốt cho khỏe, chị khỏe được thì anh bớt cái gánh nặng cho anh. Dạ. Hãy là làm cái này làm kia nhặt ve chai tiếp cũng đỡ. Dạ. Nha. Dạ. Không thôi mình kiếm cái gì cái máy gì mình che che lên cái này nè anh. Thì nữa tôi cũng hồi cô chú mấy chị với chú nhớ mà chạy tới chỗ mát ngồi nghe, đứng ở đây nhớ nghe. Rồi quá nắng rồi. Rồi thôi rồi, cảm ơn nhiều lắm. Kết thúc video tại đây, chào quý cô chú chị, quay sẽ đăng những clip tiếp theo cho quý cô chú chị xem nha.